Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông thay thế thông tư số 11 năm 2014 của Bộ và đề nghị các sở giáo dục đào tạo tổ chức lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục phổ thông đối với một số nội dung liên quan. Bộ dự kiến các địa phương có thể chọn thi tuyển vào lớp 10 với 3 môn, gồm toán văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên. Trong đó với tuyển sinh lớp 10, Bộ đưa ra hai phương án là xét tuyển hoặc thi tuyển. Nếu xét tuyển, căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh. Nếu học sinh lưu bang lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Trường hợp chọn thi tuyển, các sở giáo dục đào tạo tổ chức kỳ thi với 3 môn toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên thuộc chương trình mới. Môn này được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng. Thành phần tổ chức bốc thăm gồm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc sở, thanh tra và các thành phần có liên quan khác do sở mời. Biên bản bốc thăm phải có chữ ký của các thành viên tham gia. Các tỉnh thành chủ động ra đề thi có thể tự luận hay trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai. Nội dung đề thi thuộc chương trình trung học cơ sở chủ yếu lớp 9, riêng môn chuyên phải đảm bảo chọn được học sinh có năng khiếu về môn đó.